thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Thế đã và đang từng bước được siết chặt, trong đó nhấn mạnh vai trò giám sát của chính quyền địa phương góp phần đưa hoạt động khai thác này đi vào nề nếp. Mỏ khai thác đất san lấp tại tổ dân phố Thành Trung, thị trấn Phồn Xương được cấp quyền khai thác cho công ty tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Đức Tâm từ tháng 11 năm 2023 với trữ lượng khai thác cho phép là 260.000 mét khối đất trong thời gian 3 năm. Sau khi được cấp quyền khai thác, doanh nghiệp này đã lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại mỏ. Các dữ liệu được lưu trữ đầy đủ phục vụ cho công tác kiểm tra. Chúng tôi đã triển khai là cho cán bộ đi cắm các mốc ở trên thực địa theo và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao và đã thực hiện quản lý cái mốc đấy theo đúng quy định của nhà nước. Trong quá trình khai thác thì mình luôn luôn cử cán bộ để kiểm tra những cái mốc dưới xem nó làm cho chính xác. Quán triệt anh em là không được múc ra ngoài ranh giới đấy. Thường xuyên là cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các phòng ngành của huyện để kiểm tra cái việc ranh giới của mỏ đất cũng như là cái cốt lèn hạ đối với theo cái quyết định của Ủy ban dân tỉnh cho phép công ty Đức Tâm. Phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng tại cơ sở, tại xã Đồng Tâm, các thành viên trong tổ luôn theo dõi sát sao hoạt động khai thác cát sỏi được cấp phép trên địa bàn, nhất là thời gian này khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác trong mùa mưa bão. Đối với chúng tôi thì giám sát chủ yếu đó là về giám sát về thời gian hoạt động của công ty, giám sát về cái môi trường trên của công ty khi vận chuyển trong quá trình khai thác. Chúng tôi giám sát về cái việc mốc giới của công ty khai thác theo đúng cái quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hay không. Công ty chúng tôi là luôn luôn tuân thủ chấp hành đúng cái quy định của pháp luật. Trong cái quá trình khai thác thì chúng tôi cũng trao đổi bàn bạc và đền bù thiệt hại đầy đủ với người dân và làm việc với các cấp chính quyền địa phương, thôn, xã, huyện về các vấn đề có liên quan. Và trong quá trình khai thác thì chúng tôi thì luôn luôn là lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của bà con và các cái ý kiến yêu cầu của các cấp chính quyền địa phương và tuân thủ đầy đủ và đảm bảo quyền lợi lợi ích của bà con. Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường. Thời gian qua, huyện đã tăng cường công tác kiểm tra xử phạt 3 trường hợp khai thác đất trái phép với số tiền trên 100 triệu đồng. Đối với những mỏ đang thực hiện khai thác thì phòng vẫn tích cực tham mưu cho huyện cùng các cơ quan chức năng khác như công an, ủy ban các xã, thị trấn, nơi địa bàn có hoạt động khai thác thì tăng cường kiểm tra giám sát và đặc biệt là thành lập các cái ban giám sát cộng đồng tại thôn bản để giám sát cái hoạt động khai thác, thì phát huy vai trò giám sát của cộng đồng thôn bản thì mới kịp thời để phát hiện và kiểm tra xử lý, ngăn chặn được các cái hành vi vi phạm nếu có. Với mục tiêu chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, công tác tăng cường kiểm tra, đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát kịp thời về những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản của chính quyền địa phương sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý, chống thất thoát tài nguyên khoáng sản.